Trong tháng 2 năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát của Mỹ, chứng kiến mức tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua. Theo đó, số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10 tháng 3 cho thấy, trong 12 tháng tính đến tháng 2 vừa qua, CPI của Mỹ tăng 7,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1982. Mức tăng này không nằm ngoài dự báo nhưng là chỉ dấu cho thấy giá cả tiếp tục leo thang, đặc biệt là giá xăng, thực phẩm và nhà ở. Lạm phát của Mỹ đã vượt xa mức mục tiêu 2% mà Ngân hàng Dự trữ Trung ương Mỹ đề ra. Dự kiến ngày 16 tháng 3 tới, ngân hàng này sẽ bắt đầu tăng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát. Các nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ có 7 lần tăng lãi suất trong năm nay. Du khách Nga đi nghỉ ở Mexico đang xếp hàng để trở về nhà hôm 5 tháng 3 sau khi châu Âu và Bắc Mỹ đóng cửa không phận của họ đối với các chuyến bay của Nga. Một số du khách cho biết họ đã phải lưu lại đây lâu hơn dự định, nhưng cũng có người phải rút ngắn lịch trình. Chúng tôi đã mua tour 11 ngày, nhưng công ty điều hành tour nói rằng chúng tôi phải trở về nhà sau 9 ngày, vì vậy chúng tôi mất 2 ngày. Còn nhóm hàng trăm người Nga này đang mắc kẹt tại khu trượt tuyết của Bulgaria và đang tự hỏi làm thế nào để trở về nhà sau khi nước này đóng cửa không phận với tất cả các chuyến bay của Nga. Cô Natalie Samokina đến Bansko từ hôm 25 tháng 2 cùng với một người bạn và đang không biết làm cách nào để trở về Moscow. Bây giờ bầu trời đóng cửa và chúng tôi không thể quay trở lại. Điều này thật đáng buồn và chúng tôi rất khó chịu. Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch ở Nga ước tính có khoảng 18.000 khách du lịch Nga đang mắc kẹt ở Caribe và họ đang tìm các chuyến bay để về nước. Thế nhưng, không chỉ có người Nga chịu thiệt hại, nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng đang thông báo về ảnh hưởng. Chúng tôi đã hủy tất cả các đường bay Ukraine cho đến cuối tháng 3. Chúng tôi không tin rằng có thể bay đến Ukraine trong tương lai gần. Hãng tin Reuters nhận định xung đột Nga-Ukraine đang vẽ lại bản đồ bay của châu Âu. Còn Euronews thì nhấn mạnh tất cả các quốc gia châu Âu đều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, kênh tin tức CNBC của Mỹ đặt câu hỏi xung đột Nga-Ukraine đang làm gián đoạn hoạt động du lịch hàng không như thế nào. Thực tế, có rất nhiều chuyến bay đã buộc phải đi đường vòng. Tác động trực tiếp sẽ là máy bay từ các nước Bắc và Tây Bắc châu Âu đến các nước Đông Bắc Á sẽ buộc phải sử dụng một đường hàng không thay thế và hệ số lệch chuyến bay sẽ rất lớn, đồng nghĩa với việc chi phí khai thác của các hãng hàng không cao hơn và giá vé đắt hơn cho hành khách. Trong khi giá nhiên liệu tăng phi mã, việc giao thông hàng không phải đi đường vòng xa hơn nhiều dẫn đến chi phí tăng. Các chuyên gia nhận định tình trạng này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu đi lại đang gia tăng sau 2 năm bị hạn chế vì dịch COVID-19, đồng thời có thể kéo chậm lại tiến trình phục hồi du lịch vừa có dấu hiệu khởi sắc trên thế giới.